KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị, hợp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699. Kính chào quý vị. KNP Đại Phát xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình On Sale hàng tuần của chúng tôi. KNP Đại Phát nằm trên lầu Thương Xá Phước Lộc Thọ. Cái suite number là 214, cái booth number là số 8 và số 9. Trên lầu Thương Xá Phố Lộc Thọ có hai tiệm Đại Phát, xin quý vị đừng nhầm lẫn. Nếu quý vị đi vào cái cầu thang lăn ở đằng sau đi lên, tiệm của Bích có mang tiệm của Bích nằm bên tay trái. Mà có cái bảng hiệu phải có chữ KNP. Chứ không phải có chữ Đại Phát không. Nếu mà có KNP cộng với chữ Đại Phát thì đúng là tiệm của Bích. Còn không có chữ KNP, chỉ có Đại Phát không thì không phải tiệm của Bích quý vị nhé. Nếu quý vị kiếm không được, quý vị hãy gọi vào cái số phone ở 714-305-8089. Bích sẽ chỉ quý vị đi vào. Quý vị kiếm đúng Bích thì quý vị mới lấy được những cái món hàng 32 món hàng tuần on sale quý vị. Chương trình on sale hôm nay gồm có 32 món. Nếu quý vị có nhu cầu về những món hàng kể trên thì quý vị hãy gọi cho Bích ở số phone là 714-305-8089. Hoặc là quý vị theo dõi không kịp, quý vị hãy vào YouTube đánh vào chữ KNP Đại Phát, quý vị sẽ coi lại, coi đi coi lại và quý vị gọi cho Bích quý vị nhé. Đây là món số 1. Một đôi bông tai vàng, một đôi bông tai kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K. Có khoảng 20 viên xoàn nhỏ, cộng mỗi viên xoàn là 2 ly. Trong đó gồm có hai cái viên hộp xoàn 4 ly nữa quý vị, VVS1 mà nước E color. Không bọt mà cũng không có than. Giá thị trường là 1.500 đô rồi. On sale ngày hôm nay chỉ có 1.180 đô. Cái bông tai là 380 đô. Còn cái xoàn là 4 ly VVS1 Bích vẫn còn on sale. Mỗi viên là 400 đô. Nhân 2 là 800. Đây là hai cái cộng lại là 1.180. Nhiều khách hỏi tại sao tiệm này bán là 4 ly là 450, 480 mà sao Bích vẫn còn bán 400. Đây chẳng qua là một cái business. Bích bán 4 ly là Bích vô một lô hàng thật lớn. Thành ra là cái lô thành ra Bích mới có thể bán được 4 ly 400, mà cái chất lượng thì nó phải tuyệt vời. Nó không có tì vết, không, nó trắng nước y. Phải là nước y chứ không phải là tiền nào của nấy. Đúng, đây là một cái viên hộp xoàn 4 ly Bích bán on sale là thật là đúng của 4 ly quý vị. Không, nếu không đẹp quý vị cứ việc return, Bích hồi tiền lại, không lỗi một đồng nào. Qua món số 2 là một chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K. Có khoảng 22 viên xoàn nhỏ cộng với 6 viên xoàn, mỗi viên là 2 ly rưỡi. VVS2 sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 1.500 rồi quý vị, on sale ngày hôm nay chỉ có 1.150. Qua món số 3 là một đôi bông tai xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K. Có khoảng 80 viên xoàn nhỏ cộng với hai cái viên xoàn, mỗi viên là 4 ly 9. IF mà sạch, IF là anh của thằng VVS1 rồi, IF là sạch tuyệt vời quý vị. Còn F color thì chẳng quá quý vị ơi. Mà 3 excellent luôn cộng với cái fluorescent đã đi vào nước F rồi, cái fluorescent quý vị nên mua nên.
thì cái hột xoàn nó có vẻ đẹp hơn. Cộng với Hot and Arrow Excellent, coi như hai cái viên này kêu bằng hoàn hảo quý vị ơi, tuyệt vời. Nếu quý vị mua 5 ly nhích thêm một chút thì 5 ly thì quá mắc. Thì đây là hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Không bọt mà cũng không có than. Giá thị trường là 4.000 đô rồi. On sale ngày hôm nay chỉ có 3.300 mà luôn vỏ luôn quý vị. Cái xoàn 4 ly chính F Color IF và mỗi viên bích bán on sale chỉ có 1.250 đô. Nhân 2 là 2.500, cộng với bông tai là 800, hai cái cộng lại là 3.300 đô quý vị. Là cái hộp, nếu quý vị mua 5 ly mà nước ép IF thì cái viên này quý vị phải trả cho tới 2.000 đô rồi, mỗi một viên. Thành ra là quý vị lâu lâu bích mới kiếm được những cái viên hấp dẫn như vậy. Thì quý vị lấy được một viên thì nhìn bằng mắt thì quý vị không biết nó là 5 ly hoặc 4 ly chính. Nhưng mà quý vị trả tiền, quý vị thấy nó khác biệt mấy trăm đô. Qua món số 4 là một chiếc nhẫn vàng trắng 18K, 4 cháu thôi quý vị. Cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 6 ly. VVS1 nước Eye Color thì chẳng quá quý vị, Eye Color. Cộng với 3 Excellent, viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 4.000 đô rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 3.300 đô. Là cái viên xoàn 6 ly chứ không phải 5 ly chính. 6 ly này đẹp lắm quý vị. Eye Color mà có 3 Excellent mà có cả Hot and Arrow Excellent luôn, chỉ có 3.300 đô. Qua món số 7 là có 3 viên xoàn, mỗi viên là 4 ly 8. E-Color IF cộng với 3 Excellent Fluorescent, nó là nâng. Là mỗi viên đều là 4 ly 8 quý vị. Là nước E-Color thì tuyệt vời rồi, trắng lắm. IF thì khỏi chê rồi quý vị, nó sạch hơn VVS1. Cộng với 3 Excellent Fluorescent, nó là nên. Cái Hot and Arrow Excellent luôn, 3 viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 4.500 đô, on sale là 3.600 đô. Cái mỗi viên bích on sale là mỗi viên là 1.200 nhân 3 là 3.600. Quý vị có thể lấy những viên này làm bông tai, làm nhẫn, làm dây chuyền, hay những viên quý vị cần thêm mấy viên nữa thì quý vị gọi cho bích, bích sẽ kiếm thêm những viên giống exactly như viên này để cho quý vị làm dòng hay là làm cái gì quý vị muốn. Đây là món số 5. Qua món số 6 là có 2 viên xoàn, lại là 2 viên xoàn 5 ly chính nước E-Color. Thay vì mình mua 6 ly thì mắc quá, mình mua 5 ly chính thì nó rẻ, đó là bí quyết. Cả viên này là có IF, nước E mà được IF thì khỏi chê rồi, tuyệt vời quá quý vị. Cộng với 3 Excellent Fluorescent, nó là nên. Có cả Hot and Arrow Excellent, viên này tới là 4 Excellent, tuyệt vời quá. Hai viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 11.000 đô rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 9.000 đô mà thôi. Cái xoàn 5 ly chính nước EIF, mỗi viên là 4.500 đô. Nếu quý vị đi vào 6 ly mà E-Color IF, quý vị phải trả tới 6.000 đô một viên. Thay vì mình đi vào 5 ly chính thì mắt mình không biết nó lớn nhỏ bao nhiêu, chỉ có thước đo thì biết là 5 ly chính mà 5 ly chính già. Thì quý vị trả hai viên này, quý vị coi như là tiết kiệm được hơn ngàn mấy đô rồi quý vị. Là hai viên này chỉ có là 9.000 đô thôi quý vị. Qua món số 7 là một cái dây lắc vàng trắng 18K cộng với 15 viên xoàn, mỗi viên là 2 ly 8.
VVS1 nước e-color sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 2.350 đô. On sale là chỉ có 1.850. Đây là mỗi viên 2 ly 8. Phải là VVS1, đó là những viên bích tuyển chọn. Thay vì bỏ 3 ly thì nó mắc quá, thành ra bỏ 2 ly 8 để cho quý vị đeo chơi mà cũng không có mắc, mà giá cũng nhẹ nhàng. Vàng nặng của cái lắc này là 8.6 gram, là lắc này là lắc của Hồng Kông, chính Hồng Kông làm chứ ở đây làm không được quý vị. Qua món số 8 là một cái mặt xoàng kiểu Hồng Kông có khoảng 15 viên xoàng nhỏ, cộng với một viên xoàng là 3.5 ly. VVS2 nước e-color sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 550 đô. On sale ngày hôm nay chỉ có là 450 đô mà thôi. Đây tất cả là 8 món. Mong quý vị gọi vô cho KMP Đại Phát ở số phone là 714-305-8089. Xin quý vị tạm ngừng trong giây lát. Chương trình sẽ được tiếp tục sau một vài thông tin thương mại.